chào bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Rồi, mình hãy giới thiệu về nhau. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào bạn bên kia và chào toàn bộ khán giả có mặt ở đây ạ. Em tên là Hiền, em 29 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Quê quán em ở Nghệ An ạ. Nghệ An, mình đang làm công việc gì ở Bình Dương em? Dạ, em làm kế toán ạ. Kế toán, rồi, mời bạn trai. Dạ, hôm nay em đến đây thì với mong muốn được giống như ý nghĩa của chương trình á, là muốn tìm một người phụ nữ đích thực của đời mình. Thì em xin tự giới thiệu. Em tên đầy đủ là Phan Hữu Trường. Em sinh năm 1987. Đang sống với gia đình là ở Đắk Lắk. Nhưng mà một mình em thì xuống đây sống ở Bình Dương. Sinh ra gốc của em là miền Trung. Nó là người Hà Tĩnh. Bạn sinh đôi của quê hương với cô gái bên kia đó. Rồi. Mời bạn nữ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em biết nấu ăn. Cũng thích chăm sóc người thân của mình nhá. Rồi khuyết điểm. Khuyết điểm của em là không biết hát ạ. Nhưng mà em rất thích nghe người khác hát. Không biết là... Chị đang hát cho em ơi. Dạ. Thái nghe hát, chúc em hát cho bạn ấy nghe. Dạ. Còn khuyết điểm gì nữa không em? Mình có tật xấu gì nữa không? Em hơi rụt rè khi ra trước đám đông ạ. Không sao hết. Mấy cái đó thì phụ nữ mình rụt rè một tí cũng thành ra là yểu điệu thục nữ thôi, không vấn đề gì. Rồi mời bạn trai, ưu điểm, nhược điểm của em là gì? Dạ, cho em nói cái sơ đoạn của mình trước. Đó là đôi lúc cũng có câu tàn một xíu, tùy theo công việc thôi. Một xíu nóng tính. Là trong trường hợp là giống như người đối diện tranh luận một vấn đề gì đó mà nó quá vô lý. Em đang cố gắng là thay đổi. Nhiều khi em cũng phải là thức khuya rồi nghiên cứu công việc. Hiện tại thì em cũng có một đứa con tinh thần nhỏ nhỏ. Đó là đứng chủ một doanh nghiệp chuyên về nhận thầu thi công xây dựng đó. Thì cũng vừa mới thành lập thôi. Dạ. Chúc mừng. Rồi chúc mừng em nha, mới mở một công ty xây dựng. Dạ. Rồi còn cái sở trường á, thì em là một người rất dễ gần. Mình nhiều khi vui hay buồn mình cũng hay ngâm nga những câu hát để cho cuộc sống nó trở nên nó thoải mái. Rồi giờ ngâm nga câu hát cho nó vui đi, cho nó thoải mái nào. Có thể hát về Hà Tĩnh, Nghệ An gì đó. Em xin hát một bài hát mà về quê hương, xứ nghệ. Và bài hát có tên là Về Xứ Nghệ Cùng Anh. Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đường tình quê. Em có về xứ nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa vẫn luôn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh chữ nghề. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em làm dâu xứ nghệ nọ hám kẻ giàu sang. Dù một nắng hai sương nhưng âm bao tình nghĩa. Em xin hẹn được ạ. Hay quá. Giọng em hát rất là hay. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Về tình trường thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì mối tình chính thức thì em chưa, nhưng mà cũng thích một vài người. Dạ, lý do tại sao? Không, thường thì người em thích thì người ta không thích em. Còn người mà em không thích thì thích mình. Nói chung là chưa có duyên. Hôm nay sẽ có duyên gặp đây. Em được mấy mối tình rồi? Dạ, em thì được một đơn phương và một đôi phương. Cái đôi phương nó được bao lâu? Kéo dài khoảng tầm được hơn một năm. Chia tay thì thực ra cái thời đó mình đang còn sinh viên á. Cách đây khoảng 7 năm rồi em. Mà cái lúc chia tay tới đây là 7 năm, em có mối tình nào không? Em cũng có tìm hiểu thôi. Thôi bây giờ mình tính chuyện hiện tại tương lai nè. Cô gái này đặc biệt chưa có bạn trai giờ mới quan trọng nè. Em có tưởng tượng ra cái người yêu trong mộng của mình là người như thế nào không? Người yêu của em là một người cao hơn em. Em cao mét mấy? Dạ em 1m6 ạ. Mét 6 bên đây. Dạ mình chắc mình muốn đăng hộ đối đấy. Mình đăng hộ đối hả? Cũng xem đó. Rồi gì nữa em gái? Dạ em muốn người yêu của em là một người có một nghề nghiệp ổn định ạ. Là một người đàn ông của gia đình ạ. Có thể phụ vợ việc nhà hoặc là chăm con gì đấy ạ.
em có thể chăm con được không? Em là người rất thích trẻ con. Ừ. Và đối với anh Việt Nhà nó rất quá đơn giản, bởi vì trước giờ anh toàn sống một mình và anh tự lo cho đúng anh. Đúng rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Em không thích bạn trai em là một người hút thuốc. Dạ, và có okay, cái tính rồi, tốt. Có tính gia trưởng ạ. Dạ. Anh không gia trưởng, hiện nay anh đang trưởng phòng thôi, trưởng phòng trò thôi. Chung người yêu của em thì em muốn một người sống tình cảm một chút xíu. Tình cảm bao la lắm em ơi. Rồi được. Ôi hết á. Chào em gái. Em chào anh. Anh bên đây thì không có đáp ứng nhu cầu chiều cao của em được không? Để xem xét ạ. Xem xét đúng không? Mọi thứ ta ổn định hết rồi, nhà có công việc rồi, công ty rồi. Em gái dễ thương lắm á. Dạ. Giờ em thử nè, em tưởng tượng xem một nửa mảnh ghép yêu thương của em là như thế nào. Dạ, mong muốn của em là nó bị ấn tượng từ cái thời mình học cấp 3. Đó là một người con gái mà mang một chiếc áo dài. Áo dài. Dạ. Có cái dáng hình cân đối và tôn lên cái vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ. Tiếp tục. Đó là điều đầu tiên. Nhưng mà em cũng rất đánh giá cao và ấn tượng với những người phụ nữ có sự chu đáo, có cái khả năng cư xử khéo léo với tất cả các mối quan hệ, để em yên tâm mà không phải suy nghĩ về cái hậu phương mình. Có cái gì khó hơn không? Nãy giờ ở đây có hết luôn. Em không thích gì người phụ nữ? Người phụ nữ mà quá vô tâm, nói nhiều hoặc là quá tài lanh. Có nghĩa là cái gì cũng nghĩ mình biết. Cô này là không có tài lanh đâu, mà cô này chia sẻ lắm á. Nãy giờ ta ngồi đầm thấm có nói tiếng nào đâu nè. Ví dụ như bên đây bạn trai đồng ý á, thì có thể chừng nào biết tiến tới được bên em? Thì nếu mà ảnh đủ chân thành thì em lúc nào cũng có thể đón nhận được. Ồ, hay quá. Nhớ đủ chân thành nha em. Dạ em cũng anh, chân thật luôn anh. Anh nghĩ rằng anh này anh cũng rất là chân thành đó nha. Được, đàn gái dễ thương lắm. Em có cái yêu cầu gì ở đàn trai nữa không? Muốn bạn trai em cũng là một người yêu thể thao. Ồ, nãy giờ quên hỏi vụ này. Ôi, chào chị Cát Tường. Chào em. Mình có chơi thể thao gì không? Dạ, em thích đá bóng và em đá bóng. Chơi rất nhiều môn nhưng mà không giỏi thôi. Nhưng mà nói chung là có tinh thần thể thao, sức khỏe tốt. Ok chị. Nhỏ nhưng mà có võ. Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị mọi thứ để mình có thể tiến tới hôn nhân được chưa? Phù hợp nhất là qua năm sau. Trên tinh thần này em có thể là đủ nuôi vợ và nuôi con. Thế thôi. Đủ nuôi vợ nuôi con. Một người đàn ông bản lĩnh và tự tin ha. Nhưng mà em có yêu cầu gì bên phía con nhà gái không? Mong muốn của em là ở đây lập nghiệp trong Sài Gòn luôn. Này chưa có ý định là sau này sẽ về hay không. Nhưng mà mình muốn là xây dựng cho mình một cái cơ sở vững chắc ở đây đã. Còn sau này có thể thay đổi là tùy theo. Có nghĩa là mình sẽ trước mắt là lập nghiệp ở Bình Dương. Dạ. Dạ. Quá thuận tiện. Thấy chương trình chọn cho bạn không? Hai người cùng Bình Dương. Thuận dạ, tiện Bình quá. Dương ở đâu vậy? Bình Dương ở đâu em? Dạ em ở Thủ Dầu Một anh ơi. À, anh thì ở gần cột vượt Sóng Thần á. Nhưng mà cũng gần đi mà. Đi bên đó gần. Gần. Dạ, gần. Bởi vì Bình Dương rồi Đồng Nai tất cả là em bao hết. Rồi được rồi, như vậy là quá thuận tiện. Hai bạn cùng ở Bình Dương tìm hiểu và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Bây giờ ta hãy tham khảo thêm ý kiến của người thân. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với anh và chị họ em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và tất cả khán giả. Em là anh họ của Hiền. Hiền thì ở nhà nó là một người rất là hiền lành và sống rất tình cảm. Nhưng mà chỉ có một điều là nó hơi nhút nhát, nên là đến giờ nó vẫn chưa có mối tình nào chính thức ạ. Bạn Nam ấy là một người mới tiếp xúc ban đầu ấy thì nhìn rất là chững chạc, chung là vui vẻ hòa đồng. Cảm ơn anh. Trong công việc nóng tính nhưng mà lúc về nhà thì mình nên kiềm chế lại. Rồi em xin tiếp thu. Trời ơi, bạn thấy hai bạn này có tương đồng với nhau không? Dạ, em thấy là ok. Rồi, đó là ý kiến anh trai của bạn ha. Bên kia mình đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với nhiều sự động viên của gia đình. Đó là cha của em ngồi với cái anh bự bự kia kìa. Rồi, dạ. Với bác hàng xóm mặc áo tím á. Dạ. Và các bạn thân của em. Rồi. Chào hóa tay cho bên họ nhà trai. Dạ, chào bác ạ. Được hết là xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và khán giả trường quay. Thì tôi là bố của Thương, đến từ Đắk Lắk đến. Cả cụ có nói trai lớn lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng. Đó là quy luật của con người. Theo như cùng tâm sự và trình bày thì nói chúng là cùng trên phương diện bố rất nhất trí hoàn toàn. Không có gì là có như chối cãi được hết. Rất ủng hộ. Em chào chú trai em. Ủng hộ 100% luôn hả? Cảm ơn chú nhiều. Bây giờ thì cho hai bên gặp mặt đi. Mình mở hàng rào ra nào. Mình có 2 phút để trò chuyện với nhau ha. Cố gắng tìm hiểu nha. Trời ơi, chào. Anh chào em. Chào anh gửi món quà này. Và đây một món quà này nữa. Thì em có thể mở ra đi. Anh cầm hoa cho.
Em tặng anh cuốn sách Cuộc sống là một món quà thì mình hãy tận hưởng nó. Anh sẽ trân trọng nó. Dạ rồi. Cho anh nói về một món quà của anh này. Dạ. Món quà này là ban đầu khi nhìn vô á thì nó là hai trái tim lồng vào nhau đúng không? Dạ. Nhưng mà ý nghĩa quan trọng đằng sau nó đó là những con sò. Những con sò này nó đại diện cho cái sự bao bọc, sự che chở. Thì anh mong rằng anh là con sò đó có thể bao bọc cho những cái viên ngọc trong sáng mà đó là em. Chu đáo quá nhỉ. Trước tiên là khi nhìn anh xuất hiện trước mặt em thì em cảm thấy hụt hẫng lắm không? Thực tế là không, tại vì em cũng có thể hình dung được một chút xíu đó. Trong cái cuộc sống cũng như là trong cái tình yêu thì em quan trọng những yếu tố nào là quyết định ở một người đàn ông? Bạn nam của em phải có sự chân thành và không có được giấu giếm hay là lừa dối em gì hết. Có nghĩa có sự chia sẻ. Giờ cái bên ngoài cái là bạn gái thích bạn trai cao 1m7 nè. Giờ bạn trai cao 1m nhiều khai thiệt đi. Để bạn gái người ta coi người ta quyết định. Anh có thể lấy những cái gì tốt đẹp và cơ bản nhất để bù đắp điều đó không em? Được không em? Dạ được. Được không? Dạ được. Chiều cao cũng đâu có quan trọng đúng không? Đúng rồi chị. Anh chỉ đu rút trong một câu. Anh yêu em. Không phải em là ai mà anh là ai khi ở bên cạnh em. Và anh cũng muốn cái chữ anh đó thay bằng chữ em. Rồi, bây giờ tôi đề nghị bạn trai đứng lên, nắm tay bạn gái, nói một cái gì đó thật là chân thành nhất. Cho anh mượn lời một bài hát để nắm tay bạn gái đàng hoàng. Gửi tới lời chân thành của anh đến em. Người yêu ơi, dù mai ngày cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, vừa gặp em anh đã thấy yêu em. Ok, đó là câu chốt rồi đó bạn. Rồi, về chỗ. Hết thời gian rồi, tính đi theo người ta luôn hả? Chưa cưng ơi, phải thủ tục bấm nút đã. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi nào. Đôi khi âm nhạc nó cũng làm trái tim tan chảy. Và ngày hôm nay tất cả điều đó đã xảy ra với các bạn. Quan trọng là hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Hai trái tim có tan chảy nhau hay không? Chúng ta chờ xem. Trong 3 tiếng đếm các bạn sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Chưa gì đã lo rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cũng được chứ đâu có gì đâu. Mày mang giày cao, hôm nay em mang giày mấy phân? Dạ 7 phân ạ. 7 phân lận. Rồi 7 phân em. Mày muốn mang dép đi. Anh thấy rằng cặp này rất là hợp lý ha. Hà Tĩnh với Nghệ An cũng sát bên nhau thôi. Bây giờ em hãy tặng của em một cái nụ hôn kỷ niệm cái ngày đẹp nhất của hai bạn. Chào anh ạ. Anh ơi, anh giới thiệu về bản thân mình cho chương trình biết anh nhé. Tên tuổi của mình này, rồi hiện tại mình đang làm công việc gì, quê quán mình ở đâu. Mình giới thiệu thêm cho chương trình về những cái nét tính cách của mình, ưu nhược điểm của mình ra làm sao. Thì mình chủ động chia sẻ cởi mở với chương trình anh nha. Mời anh ạ. Vâng, em là tên đầy đủ là Trần Hữu Diệp. Là sinh năm 15 tháng 7 năm 1989. Quê quán thì quê ở xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Rồi, công việc hiện tại của mình là gì anh? Công việc hiện tại là làm lái xe cho chạy dịch vụ, chạy làm kinh doanh, rồi là cũng có mở một cái shop nhỏ ở gần nhà đó. Thì hiện tại là mình đang sinh sống ở Nghệ An luôn hay là ở đâu ạ? Ở Nghệ An luôn. Rồi. Anh Diệp mà sinh năm 89 là mình đã từng kết hôn chưa anh? Chưa kết hôn. Mình chia sẻ một chút về cái chuyện tình cảm của mình đi ạ. Chuyện tình cảm thì cho cái thời gian có một thời gian dài làm việc ở bên nước ngoài hơi lâu. Vì làm kinh doanh về vấn đề sự nghiệp thì cho nên là trong mối tình thì cũng nói chung thì cũng quen vậy, nhưng mà sau họ lại đi lấy chồng mất đấy, thì do kiểu là cũng quen một vài cô gái, nhưng mà do họ không đợi được cho nên là họ đành đi lấy chồng rồi.
Còn sau về nước thì cũng có quen một mối tình, nhưng mà cũng sắp đến giai đoạn kết hôn thì không may thì lại trục trặc vấn đề đó. À, là cách đây lâu chưa anh? Đến đây cũng hơn một năm rồi. Rồi, hiện tại là mình đang muốn chương trình tìm cho mình một người như thế nào ạ? À, thì cũng tìm một người thì cũng dễ, cũng hòa đồng, cũng dễ dễ chia sẻ, chỉ cần thân thiện và chung ưa nhìn, chỉ cần cao 1m55 trở lên là được. À, quê quán của người kia thì sao anh? Ví dụ mà xa một chút, bạn nữ ở một tỉnh xa xa một chút, xa Nghệ An một chút thì mình có sắp xếp tìm hiểu hay như thế nào được không ạ? Thì theo nghĩ là xa gần đi, thời đại bây giờ thì xa gần cũng không thành vấn đề đâu, chỉ không thành là vấn đề là gì, chỉ cần là đối phương cho cơ hội, mở lòng cho cơ hội để mình tìm hiểu, rồi đi đến kết hôn là quan trọng nhất thôi. À, rồi chương trình mình thì ghi hình ở trong Sài Gòn cơ, thì không biết là nếu tìm được cho mình người phù hợp là mình có thể bay vào để ghi hình được không anh? Có thể chứ, có thể bay vào được mà. Nên chỉ cần cho thời gian báo trước sớm để chuẩn bị để có thể bay vào được mà. Rồi, ngoài những cái tiêu chuẩn vừa rồi ra thì còn cái lưu ý gì khác mà anh không thích một người phụ nữ như thế nào ạ? Thì nói chung là về một người con gái thì một người phụ nữ thì không thích họ, nói chung họ quá độc đoán hoặc là cá tính chẳng hạn, cũng không thích lắm. Thì cái những cái mà phụ nữ mà quá mạnh mẽ cũng không thích. Rồi bạn nữ mà theo đạo thì có được không ạ? Theo đạo thì cũng tùy chứ, theo đạo thì cũng quan trọng là họ bên họ có chấp nhận mà mình bên lương hay không thôi. À, nghĩa là mình cũng sẽ không cải tạo theo họ đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi cảm ơn anh Diệp. Thì hôm nay là cái buổi casting đầu tiên của chương trình thôi. Thì, khi mà chương trình tìm được cho mình cái người phù hợp rồi thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình để mà có một biên tập riêng làm nội dung cụ thể hơn với anh nhá. Cảm ơn anh tham gia phỏng vấn với chương trình ạ. Rồi cảm ơn chương trình. Còn khoan đã, cho nói thêm là vấn đề cái tính cách của bên mình được không thầy? Rồi mời anh chia sẻ thêm ạ. À, chia sẻ thêm là nói chung là bên mình thì cũng rất về bản chất thì thân thiện, cũng đấy là điểm mạnh điểm yếu, thì điểm mạnh là vấn đề là cũng hòa đồng, cũng vui vẻ, rồi cũng thích ca hát, nói chung là cũng niềm đam mê, cũng ca hát cũng là cái điểm mạnh mà khi cuộc lúc sống khó khăn đấy thì cũng hay livestream lên mạng, cũng ca hát trên mạng đấy. À rồi, thì mình chuẩn bị một bài hát để nếu mà được chương trình chọn vào vòng trong thì mình thể hiện trên sân khấu để gây ấn tượng với bạn nữ anh nhá. Rồi nhất trí, cái đó là luôn sẵn sàng, và cũng nếu như được may mắn hơn thì bà được may mắn hơn, nếu mà được chương trình gọi sớm hơn thì sẽ chuẩn bị một món quà gì đó cho bên, một món quà đặc biệt cho, vừa là một bài hát vừa là một món quà cho đặc biệt cho bên nữ luôn. Rồi cảm ơn anh. Rồi buổi phỏng vấn của anh kết thúc rồi đấy ạ. Cảm ơn anh ạ. Rồi cảm ơn chương trình nhiều nhá. Dạ anh, dạ. Dạ em chào anh Trường ạ. Anh có chủ động chia sẻ thông tin của mình nha. Dạ em mời mấy chị biên tập ạ. Rồi em gửi bản thân mình cho chương trình biết anh nhé. Anh tên là gì? Yeah. Rồi công việc hiện tại của mình là gì? Hiện tại mình đang sinh sống ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Rồi giới thiệu một chút về bản thân như là các cái ưu nhược điểm của mình anh nhé. Mời anh ạ. Thì em tên là Phạm Minh Phong ạ. Em sinh năm 94. Năm nay em 29 tuổi. Em thì quê ở Tiền Giang. Thì em là một kỹ sư thực phẩm. Thì em đang công tác tại nhà máy xúc xích Thụy Sĩ ở Đức Hòa, Long An. Nếu mà nói về cái ưu điểm của em thì em rất thích là nấu ăn, nhưng mà nói về cái ưu điểm này nó cũng hơi lạ là mấy cái món ăn bình thường của người ta hay ăn hàng ngày thì em cũng biết nấu mà em không thích nấu. Em thấy nấu mấy cái món mà lạ của người khác mà chưa từng nấu nên em mới nấu em ăn. Như là ví dụ em công tác ở nhà máy đó là người ta sản xuất xúc xích thì em lấy xúc xích về em nấu canh bầu, em nấu canh khoai,
em xào giá hẹ đồ mấy món lạ lạ thôi mà. Dạ dạ em biết rồi. Rồi ngoài à, rồi anh chưa thể xẻ tiếp đi ạ. Thì em có sở thích nuôi cá nữa mà người ta nuôi cá thì bình thường thôi, như là Tết á người ta về quê hết. Thì Tết á mùng 1 Tết thì em quay trở lên phòng trọ cách cả cầm mấy cây vậy đó. Cái mẹ hỏi đi đâu, tưởng đâu lên nhà bạn gái chơi, thực ra là lên phòng trọ cái gọi cho mẹ, mẹ hỏi đang đâu vậy, em nói đang ở phòng trọ cho cá ăn. Em rất là thích nuôi cá nhỏ lớn luôn vậy. Dạ, bây giờ thì ưu điểm của em là chỉ là mà hai cái em rất là thích nấu ăn thôi và gọn gàng chị. Mình có khuyết điểm nào không? Mình có tật xấu nào không? Nếu mà khuyết điểm có chứ chị. Khuyết điểm là như là em thì thích nấu ăn rồi gọn gàng, nhưng mà em là không có biết giặt đồ, em ghét giặt đồ lắm. Bình thường á, về nhà thì mẹ với chị giặt, còn ở phòng trọ thì em đi giặt tiệm, còn mấy bữa nào trời mưa hay là không có đi giặt tiệm được á, cái em bỏ đồ vô thau, em leo vô em đạp không mà, chứ em không biết giặt đồ, không biết dọ sao á. Rồi bạn Phong chia sẻ về chuyện tình cảm của mình đi, đã từng yêu ai chưa? Thì chuyện tình cảm thì cũng có, hồi lúc em đi học đại học năm nhất tới năm tư thì có quen một cô kia. Rồi khi em ra trường á, rồi em đi làm thì cũng lâu lắm, lúc đó mới vô làm em đâu dám suy nghĩ đâu, vô về quê mà thăm bạn gái. Em đi làm có 5-6 tháng thì em chưa không có về. Rồi cái xa quá, bạn đó cũng đi làm mà làm ở dưới quê á, thì bạn đó nói có ngày nào cũng có cái anh kia mua cơm để học bạn á, cái em cũng cười cơm nói ừ vậy hả, ngon vậy ta. Cái từ từ cái bạn đó báo tin nói là bạn đó đám cưới với anh đó luôn, cái em bất ngờ quá. Nên lúc đó em cũng có đăng ký chương trình, cái chương trình cũng hẹn em đi cấp tên mà em bận công việc quá em không có đi. Cái em nghĩ là giờ mình cũng được được mà ta cũng kiếm được bạn gái tiếp thôi, cái mấy năm nay luôn không có ai luôn nên phải nhờ chương trình lại. Rồi thì bây giờ là muốn chương trình tìm cho mình một người như thế nào ạ? Nếu mà chương trình tìm cho em một người thì cũng dễ nhìn thôi, nói chung là cũng có học thức một xíu là được rồi chị. Em không có yêu cầu cao, nói chung là có học thức xíu để hai người nói hiểu nhau, chứ nhiều khi nói ra không hiểu gì đó cũng khó. Còn về ngoại hình thì sao, ngoại hình như thế nào này, tính cách bạn nữ như nào, công việc ngoại hình thì em không thích bạn nữ tóc ngắn với nhiều khi đeo kính á chị, nhiều khi đeo kính á đi mưa đồ á, bạn nữ đâu có thấy được đâu chạy xe á. Rồi quê quán của bạn nữ thì sao? Quê thì ở vòng vòng khu vực ở trong Nam mà được chị. Ok, bạn Phong là cao 1m bao nhiêu nhỉ? Dạ là em cao 1m là 67 chị. Mét 67. Ví dụ mà chương trình tìm cho mình một bạn nữ mà có đạo thì bạn có ok không? Dạ giờ thì tôn giáo tự do mà chị, nên cái việc đó, nhưng em là tôn giáo không rồi, nhưng mà bạn nữ sợ chị, bên bạn nữ có đạo, bạn nữ không chịu em thôi. Rồi bạn Phong có thể hát hò gì được không? Lên chương trình có thể hát được không? Làm thơ. Em ưu điểm cao nhất của em mà là em không hát hò, nhưng mà em là TikToker chị, em hay diễn, em diễn sơ diễn được, em diễn kiểu như mấy cái clip. Em diễn là em hay giả nghèo lắm đó chị, giả nghèo đem tiền lẻ rồi chị, em là em hay có cái đó thôi. TikToker là TikTok, kênh TikTok của mình là đang được bao nhiêu view rồi? Dạ kênh TikTok của em thì hiện đang là 300.000 follow chị. Ồ. Rồi ok bạn Phong. Thì chương trình hôm nay là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Khi mà chương trình chọn mình vào vòng trong rồi, cũng như là tìm được cho mình cái người phù hợp với cả các cái tiêu chí của mình ấy, thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình để làm nội dung kỹ hơn bạn nhé. Cảm ơn bạn đã tham gia phỏng vấn chương trình. Dạ, mình phỏng vấn xong rồi đó anh bấm nút đỏ kết thúc cuộc gọi giúp em nha. Dạ rồi. Dạ chào anh.